Cô cho cô bớt khó khăn, dạ, cô nhận. Dạ. Rồi. Cô cảm ơn gia đình anh T và P đi. Cô ấy là tôi cảm ơn anh T và B. Dạ. Nói bằng tiếng Hoa ấy. Có trẻ có AT rồi mẹ mẹ tao có trợ giúp đỡ họ gia đình. Dạ. Khó khăn. Vâng, anh là người Hoa nên anh ấy biết. Người Hoa. Vâng, rồi cô cất tiền ra đi, cất tiền ra đi. À, chú là người Hoa. Chú ấy... là người Hoa, mà dâu là người Việt. Không, cái người mà giúp cô là người Hoa. Người Hoa hả? À. Vì hôm trước nghe nói bảo là người Hoa nên là chú giúp cô. Thì bây giờ cô kể về, nói giới thiệu tên rồi con rồi giống như cô vừa nói mà nói bằng tiếng Hoa đi. Ngồi qua chạy chắc coi vừa trắng cỏn hòn, nó gọi vừa trắng cỏn hù mà trắng cỏn hòn nó hơi sĩ dở là qua đời dở là hơi mà hơi bị suy tim thì mà hơi phản xị cái bị HIV luôn. Mình lấy với hơi có sĩ dở là nó sĩ sập dập đó, sập hù là sĩ. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa quý cô bác anh chị, ngày hôm nay thì Tuấn Dương sẽ trao cái số tiền của gia đình anh T và P ở Mỹ. Trước đó thì anh cũng có về Việt Nam và đã đồng hành cùng với Tuấn Dương để phát rất nhiều các cái chương trình như là giúp đỡ những người khiếm thị, giúp đỡ cái chuyến đi Hà Tiên để phát tiền cho 200 hộ gia đình, rồi giúp mà các cái buổi nấu cơm. Bên cạnh đó thì anh còn ủng hộ cho các cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và trong một cái lần gần đây khi mà anh coi được video clip, biết được cô Huỳnh Tiểu Anh là một người đã từng mà nhiều lần, nói chung là người thường xuyên lãnh cơm ở bếp cơm bệnh viện Chợ Rẫy, và hoàn cảnh gia đình nhà cô thì rất là khó khăn. Chính vì thế nên anh đã gửi tiền nhờ Tuấn Dương là trao cho cô. Thì trước đó cô Huỳnh Tiểu Anh thì Tuấn Dương cũng có trao tiền của Mạnh Thường Quân ở bên Úc, rồi có gửi tặng cô một cái chiếc xe đạp do ông bà Khâu Lưu ở Mỹ tặng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ trao tiếp cái số tiền mà của gia đình anh T và P ở Mỹ gửi cho cô. Và bây giờ mời cô bác anh chị chúng ta cùng với Tuấn Dương tới bếp cơm để mình gặp gỡ, xem nếu mà thấy cô thì sẽ trao tiền cho cô. Chào cô. Dạ, cô nói, cô giới thiệu lại cô tên là gì và bao nhiêu tuổi? Huỳnh Tiểu Anh. Huỳnh Tiểu Anh. 69 tuổi. Cô là người Hoa. Người Hoa. Quảng Đông à cô? Quảng Đông. Dạ, bây giờ cô đang ở đâu? Đang bây giờ còn ở Vĩnh Lộc, 10 Tây mới dọn về đây. Vĩnh... Giờ, 10 Tây là dọn về đâu cô? Dọn về Bình Trị. Về đâu cô? Bình Trị. Bình Trị á, Bình Trị Đông à? Là cô dâu lớn nó cho ở. À. Cô ở cái... Vâng. Rồi hàng ngày thì cô đi làm gì? Con rồi tối tôi đụng về cha, mà bây giờ tôi quá chỉ xong rồi mệt quá lấy không nổi. À, cô bị ung thư. Ung thư vú. Cắt mấy bên rồi thưa cô? Cắt rồi. Cắt mấy bên ạ? Một bên. Cắt một bên. À. Rồi chồng cô lúc này còn sống không? Sống, chết rồi, chết 10 năm rồi. Chồng chết 15. À. Đây. À. Dạ thưa cô, thì cái xe này của cô là được tặng thì rồi cô đi cô thấy sao? Thấy đỡ hơn cái xe kia. Cô thử cho coi là trong này có những cái gì đây? Cái cô thì tự chuyển cho tôi một miếng mít cho nhỏ ăn. À, cho mít. À. Người ta thấy cô nghe khó khăn nên người ta giúp đỡ. Giúp đỡ nào, rồi hôm nay cho đồ ăn. À, ngày nào cũng có người cho đồ ăn. Khi mà có đồ ăn cũ thì nó cũng cho một hộp hai hộp, mà bây giờ bữa nào cũng có. Có đồ ăn cũ thì người ta cho. Thì cô lấy thức ăn này về cho những ai? Cho mấy đứa cháu chết, cha nó chết rồi. Dạ. Chết rồi suy tim với lại vâng. Cô đó. Vâng. Thì hôm trước tính là tới để tới tận nhà cô nhưng mà giờ bận quá không có thời gian. Thì có một chú đấy có gửi 200 đô để giúp đỡ cô. Dạ. Thì giúp cô cho cô bớt khó khăn. Dạ. Cô nhận. Dạ. Rồi. Cô cảm ơn gia đình anh T và P đi. Cô ấy là tôi cảm ơn anh T và P. Dạ. Nói bằng tiếng Hoa ấy. Có trẻ có AT rồi mẹ mẹ tao có trợ giúp đỡ họ gia đình. Dạ. Khó khăn. Vâng. Anh là người Hoa nên anh ấy biết. Người Hoa. Và rồi cô cất tiền ra đi, chú ấy là người Hoa. Chú ấy... Mà dâu là người gì? Không, cái người mà giúp cô là người Hoa. Vì hôm trước nghe nói bảo là người Hoa nên là chú giúp cô. Thì bây giờ cô kể về, nói giới thiệu tên rồi con rồi giống như cô vừa nói mà nói bằng tiếng Hoa đi. Ngồi qua chạy chắc coi nó vừa trắng cỏn hòn. Nó gọi vừa trắng cỏn hù mà trắng cỏn hòn nó hơi sĩ dở là qua đời dở là mà hơi bị suy tim thì mà hơi phản xị cái bị HIV luôn. Mình lấy với hơi có sĩ dở là nó sĩ sập dập có sập hù là sĩ nó với hơi bị phỏ tròn dở rồi sao. Do đâu đầu cái xám mà chảy lội với dân họ vui vẻ là xám mà sao luôn có tới giúp đỡ buổi giờ ngồi hơi lỏ phàn quá này bị đi xịt về mà ngồi xịt ngồi lỏ da trai mà với dân họ bị ung thư họ mình lỏ tắc lỏ mình hỉ với dân họ thì ngày thao lỏ phàn bé sao luôn có xịt ra có trời đi lợn ngồi giúp đỡ họ để ngồi các để ngồi đi lỏ với lui bị này đóng tiền trường nhưng mà tiền học mãi phá mãi xá mãi phù. Cái tiền tôi để rồi để đóng tiền trường á, không dám xài đâu. Vâng. Bữa kia cái chị kia giúp đỡ tôi để đóng tiền trường 600 với lại có nhỏ là 300 mấy. Cũng một 1 triệu rồi, mua đôi dép 200. Vâng. Cái quần tập thể dục nữa 8. Rồi hôm nào cô mua một bộ quần áo mới cho cô mặc đi chứ. Biết rồi, tiền không mà thôi mình cho mấy người cho tự nguyện cho tôi mất hay là tôi mua cái áo 2.000. Mua áo 2.000 để mặc. Tôi già rồi không cần đẹp. Già rồi không cần đẹp á. Già đẹp để con giới thiệu chồng Việt kiều không chịu à? Trời, bây giờ mình tập trung tinh thần để lo cho mấy đứa nhỏ thôi. Tại vì mấy đứa nó còn nhỏ quá, mấy đứa nhỏ có 4 tuổi à. Bây giờ còn phải để lấy tiền này rồi để mua đồ cho nó đi học. Bữa kia cái nhỏ thứ hai nó bị bệnh thôi. Đi vô bệnh viện di động xài hết 700.000. Bị viêm lỗ mũi, chảy máu mũi. Rồi. Thôi cô giữ gìn sức khỏe nhá. Bởi vậy tôi cũng phải giữ gìn sức khỏe. Rồi. Bữa kia đó con người cháu tôi cũng muốn đi chung với đó luôn mà nhưng mà ra mình suy nghĩ là bao nhiêu nhỏ nó quá nhỏ. Không có ai lo. Cậu vợ đó cũng lo. Rồi thôi bây giờ cô đi về đi lo cho mấy cháu đi nhá. Cảm ơn ha. Cảm ơn các cô kia có chè à che bao giờ hỏi đi chẳng là dậu luôn lo cho kỹ là xài lũ con một cười ha che. Ok. Rồi cô đi đi. Khóa xe đâu rồi? Cột vô. Đây cọng thun đây. Cẩn thận không rớt nhá. Cảm ơn chế ha. Cảm ơn các cô kia ha. Ok con kia gì đó. Rồi. Rồi cô đi ạ. Bây giờ đi dưới con. Cháu về chỗ đó ăn cơm. Vâng. Mang cơm về cho cháu đúng không? Vâng. Cô đi đi. Cái xe đạp này thì ông bà Khâu Lưu ở Mỹ gửi tặng. Thế hàng ngày thì mấy giờ cô bắt đầu đi xin đồ? Hàng ngày tôi 5 giờ tôi dậy rồi. 5 giờ sáng dậy. 5 giờ sáng bắt đầu đi chở chính là chạy về đây Cải Chinh. Từ Vĩnh Lộc chạy về đây khoảng 1 tiếng. Có khi thì sớm mà lụm mấy cái dây chai bán chút thôi. Hôm trước là mới tặng cô xe đạp, cô thấy đi được không? Được. Rồi cô thử ra mở xem xe đạp giờ có cái gì đâu. Xem xe đạp có gì để cho cô bác biết thêm nào. Cái này là cái gì đây cô? Không, cái bịch này này. Bịch này đem về có cái ăn được thì ăn, không ăn được thì bỏ lại. Nhưng cái này ở đâu ai cho? Mấy người từ cái chỗ chợ thiết á. Chợ thiết. Cái cô kia bán rau cải thấy hoàn cảnh vậy nó cứ mỗi ngày nó lấy nó cho mình rau cải này nấu cợt lấy canh. Cái cô bán đâu bây giờ cái bịch con coi nào. Cô cho mỗi ngày là đi qua cô cho một bịch đấy. Một bịch có khi nó đồ ăn dư nó để vào tủ lạnh nó đi về hâm lại ăn. Vâng, rồi cái này trong cái này là cái gì? Của cho đó. Vừa lấy ở đây. Mua lấy mua đầu từ chỗ Lữ Gia là mua bao nhiêu tiền? Hai phần. Hai phần là 4.000 à? À, rồi cô mở ra xem ở dưới còn cái gì nữa. Cái này người ta cho ăn. À, cái này là bánh tiêu. Người ta cho ăn. Rồi ở dưới còn gì nữa không? Ở dưới là người ta cho bịch gạo. À, cho bịch gạo. Rồi nước. Rồi. Chạy đây được gặp được hứng. Vâng. Vì cũng tính là bảo về nhà cô nhưng mà thấy nhà cũng xa quá, chưa có thời gian về. Thì hôm trước có một cô coi được clip ấy, cô ấy đang ở bên Úc, cô ấy cũng muốn giúp cô một chút tiền, nhưng mà đưa tiền cho cô thì có an toàn không? An toàn chứ, đưa bây giờ tôi lấy tiền thì phải nuôi con, nên phải là mua, có khi nó mua quần áo đi học nè. Bây giờ con 6 tuổi có vết bự hư rồi, tôi còn chưa có tiền mua, nó phải chạy tiền đi mua. À. Thì hư vết rồi. Bây giờ có một cô là tên là Bonnie Lee, dạ, ở Melbourne. Dạ. Đó, đây để quay để đọc cho cô coi được, cô biết là cô muốn giúp cô tên là Huỳnh Hiếu Anh đúng không? Dạ. À, muốn giúp cô là cái số tiền là 5,5 triệu. Thì bây giờ gửi tiền cô thì cô có muốn nhận luôn không? Mua gì cô? Mua dép cho con nhỏ đi học. À. Với lại đóng tiền trường. Vâng. Em nhá, 5 này, 10, 15, 20, dạ, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 5,5 triệu. Dạ, cảm ơn. Cái này của cô ở bên Úc. Cô tên là Bonnie Lee. Cảm ơn cô Bonnie Lee. Vâng, cô nhận được bao nhiêu tiền rồi? 5,5 triệu. Bỏ khẩu trang nói cho cô nghe. Lập chặn rồi, 5,5 triệu cô. Rồi 5,5 triệu này cô nhận được tiền cô có vui không? Vui chứ. Rồi tiền này thì thưa cô sẽ làm cái gì? Đi mua vé chỉ để đóng tiền trường cho hai nhỏ. À. Rồi giữ cẩn thận nhá. Dạ. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe, cô cất tiền cẩn thận đi. Dạ. Để lại lấy nhiều cũng lo cho hai nhỏ, tại vì nó mồ côi. Mồ côi. Và mồ côi cha mà vẫn còn mẹ đúng không? Còn mẹ mà mẹ cũng bị đây nè. Mẹ bị lũ cổ. Nó phóng xạ ở à, ở ung thư ở gì vậy? Chỗ ở bệnh viện ung bướu. Vâng. Rồi bây giờ cất tiền đi, cất vào đâu? Túi còn không hay là rớt mất? Rồi. Trong đấy là cái gì đấy? Mấy cái giấy tờ, dạ, lãnh gạo này kia nọ. Lãnh gạo, có cả sổ tiết kiệm mà hay sao đấy? Không có sổ tiết kiệm, cái này là lãnh gạo. À, đâu? Cái này lãnh gạo già. À, Huỳnh Thiếu Anh. À. Phiếu lãnh gạo à? À? Lãnh gạo là sao? Ở chỗ Bình Đông á. À, phiếu lãnh gạo. Coi là ngày 20 hàng tháng là người ta cho. Dạ, hàng tháng cho 5 kg. Hàng tháng cho 5 kg. Rồi, thế cô cất cẩn thận nhá. Dạ, tiền bạc cẩn thận nhá. Dạ. Cảm ơn cậu. Dạ. Cảm ơn các cô tên địa của mình. Vâng. Rồi cô ở bên Úc được rồi. Cảm ơn cô. Dạ, rồi. Cẩn thận nhá. Cẩn thận đó. Vâng. Cảm ơn. Vâng. Đấy. Cô sẽ đi về. 69 tuổi. Cũng mong là cô có sức khỏe, còn lo cho 3 đứa cháu. Con lớn thì xì ke, con thứ hai thì cũng ung thư, bản thân cô cũng ung thư cắp ngực. Cô cũng nhận cơm ở đây mấy năm rồi các bạn. Tuấn Dương xin dừng video clip này tại đây. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã ủng hộ, hỗ trợ cho chương trình này.